ngày 4 tháng 8, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hội đồng tiêu hủy và tiến hành tiêu hủy 295 mặt hàng thuộc 13 nhóm hàng hóa bị thu giữ trong các vụ buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ mà đơn vị đã phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua. Hội đồng tiêu hủy gồm Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ, Cục Thuế Lâm Đồng, Phòng BC46 Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành họp bàn và thống nhất phương án tiêu hủy số hàng hóa vi phạm. Theo đó, trước sự chứng kiến của đại diện các sở ngành liên quan, Hội đồng tiêu hủy đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ 295 mặt hàng thuộc 13 nhóm hàng hóa như đồ chơi trẻ em, mắt kính mỹ phẩm, phụ liệu tóc, thuốc lá, sữa Ensure, rượu các loại, bài lá, thuốc tân dược, điện thoại di động, tranh thêu. Được biết, đây là số hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ mà Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng phát hiện và bắt giữ từ năm 2015 đến nay. Toàn bộ số hàng hóa bị tiêu hủy lần này có giá trị gần 280 triệu đồng. Trước thực trạng đó, những quán cà phê rang xay tại chỗ hay cà phê sạch như thế này, sau một thời gian xuất hiện, đã ngày càng lan rộng trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Mỗi quán trang bị một máy xay, có quán trang bị cả máy rang nên rất hút khách, vì vừa bán tại chỗ, vừa bán cả cà phê bột nếu khách có nhu cầu mang về.